Ở đời, không ít người tự hỏi vì sao con người khổ sở và bao giờ mới hết khổ đây? Có những câu hỏi này cũng chỉ vì chúng ta chỉ mới thấy cái ở hiện tại mà không còn nhớ mình đã từng sai phạm những gì trong quá khứ. Nhưng đó là nội dung chính mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn ngay sau đây. Có một vị đệ tử nọ, sau một thời gian dài ở bên một vị thiền sư, đã học được cách quan sát tốt hơn về cuộc sống. Có lần cậu hỏi thầy mình: vì sao con người lại khổ sở? Thiền sư mỉm cười: rồi con sẽ hiểu ra điều này thôi, lúc này không cần quá nóng vội đâu. Một ngày nọ, hai thầy trò đi qua một cái ao và gặp một người đàn ông đang bẫy cá. Cậu đệ tử ngay lập tức chạy lại và khuyên ông ta nên dừng việc đó lại. Cậu bắt đầu thuyết giảng về nhân sinh, về thiện ác trên đời. Thế nhưng người kia không quá bận tâm, vì ông ta đang cần mẻ cá này để đem về nuôi sống gia đình mình. Thấy người câu cá không lắng nghe, chú ta bắt đầu nóng giận và trách mắng. Hai người cãi nhau qua lại một lúc, cho tới khi vị thiền sư lại gần, kéo đệ tử của mình ra, rồi nói nhẹ nhàng: công việc của những người tu hành như chúng ta là để giảng giải, không phải để chê trách người khác. Nhưng nếu không có ai đứng ra trừng phạt ông ta, thì ông ấy vẫn tiếp tục phạm sai lầm như thế à? Con không phải lo nghĩ đâu, thần Phật ở trên cao sẽ nhìn thấu tất cả. Ai làm sai rồi cũng sẽ phải nhận hậu quả của mình thôi. Do đó, con chớ xen vào việc của người khác. Con mắng nhiếc người ta là không phải rồi. Chú Tiểu dù không hài lòng lắm với câu trả lời của thầy, nhưng cũng phải đành rời đi. Một vài năm trôi qua, một hôm, vị thiền sư và cậu đệ tử của mình lại có việc đi ngang qua cái ao ngày nào. Lần này họ không nhìn thấy người đàn ông nào, mà chỉ thấy một con rắn bị thương nằm bên mép ao. Trên thân mình của nó là những giọt máu rỉ ra, và từ chỗ đó, những con kiến bắt đầu bò lên, tranh nhau ngấu nghiến cái cơ thể còn đang thoi thóp trong đau đớn quằn quại. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng người đệ tử bỗng dưng trào lên một cảm giác xót xa và thương cảm. Cậu toan định chạy tới giải cứu cho con rắn bất hạnh khỏi kiếp nạn, nhưng lại bị vị thiền sư giữ tay lại. Cảm thấy vô cùng khó hiểu, chú Tiểu đã mạnh dạn hỏi thầy: thưa sư phụ, lần này con đâu có mắng nhiếc hay trừng phạt người khác à? Con đang làm một việc tốt mà, tại sao người lại ngăn cản con? Con hãy để con rắn phải chịu những gì nó đã gây ra đi. Nếu bây giờ con cứu nó sẽ tiếp tục phải chịu khổ sở trong những kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, vì nó đang phải trả nghiệp cho những gì mà nó gây ra. Thấy tò mò, người đệ tử hỏi lại thầy của mình: thưa sư phụ, con rắn đã làm gì mà phải chịu kiếp nạn như thế này ạ? Kiếp trước nó chính là người đã đặt cái bẫy cá mà từng tranh cãi với con năm trước đấy. Những con kiến bây giờ chính là những con cá bị anh ta bắt được. Quả là công lý thực là kỳ lạ. Mỗi một khoảnh khắc mà con chứng kiến trong cuộc sống này đều hoặc là nhân hoặc là quả. Ai làm việc tốt hay việc xấu thì sẽ đều nhận được kết quả mà hành động đó đã gây ra. Trong cuốn kinh Vệ Đà, chúng ta đã được dạy rằng phải luôn luôn nhớ những việc mình làm và nghĩ về những điều đó, vì ta sẽ phải chịu những kết quả mà nó mang lại. Mỗi một khoảnh khắc của cuộc đời đều vô cùng quý giá, đừng lãng phí nó vào những việc xấu. Sau khi nghe sư phụ giảng giải, người đệ tử vẫn chưa hết thắc mắc. Thưa sư phụ, vậy mỗi khi có người gặp nạn là do họ phải trả giá cho hành động của mình, vậy chúng ta không nên giúp đỡ họ hay sao? Vị thiền sư mỉm cười từ tốn giải thích: không,
Mỗi khi con thấy ai đó gặp khó khăn, hãy giúp họ. Lần này ta bảo không giúp, vì ta đã nhìn thấy tiền kiếp của con rắn và không muốn nó lại phải chịu sự đọa đày trong kiếp sau. Còn nếu ta không biết gì, nhìn thấy người khác gặp khó khăn mà không cứu giúp, thì đó lại là tội lỗi của ta. Cuối cùng, bao thắc mắc trong lòng của người đệ tử cũng đã được giải đáp. Ta gặp nạn để trả giá cho lỗi lầm của chính mình. Mỗi khi gặp nạn, chúng ta thường cố gắng tìm cách giải thích là vì mình bị xui, do người này xấu tính, người kia o ép, hay thời kỳ chưa chín mùi, vân vân. Dù cho rất nhiều lý do được đưa ra, nhưng ít người tự nhận trách nhiệm của mình trong đó. Thế nên, họ không chỉ chịu khổ về hoàn cảnh hiện tại, mà còn cả ở tâm lý nữa. Luôn có cảm giác bị dằn vặt, khó chịu, bất an từ trong tâm của mình. Ta nên hiểu rằng, theo luật nhân quả, việc ta phải nhận về ác nghiệp ở hiện tại đều được giải thích là do ta đã tự mình gây ra trong quá khứ, dù ta có nhớ hay không. Cho nên, không thể quán thán hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Hơn nữa, bạn cũng có thể tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao con người ta khổ sở qua câu chuyện của vị chú tiểu vừa kể ở trên. Thực tế cho thấy, ta gieo gì thì gặt nấy, có muốn trốn tránh thì cũng vô ích, vì luật nhân quả rất công bằng với bất cứ ai. Thậm chí khi ta tìm hiểu về cuộc đời của Đức Thế Tôn, cũng đã biết rằng anh họ rấp tâm hãm hại Đức Phật trong gần như hết cả cuộc đời của Ngài, cũng chỉ vì nhân duyên trong tiền kiếp. Vì thế, ngay từ cuộc sống hiện tại này, hãy cố gắng làm nhiều việc thiện, việc lành. Chẳng cần mong ai đó ghi nhận làm gì, chỉ cần trời biết, đất biết, ta biết là đủ. Thời gian là thứ quý giá nhất ta có trong cuộc sống này. Do đó, đừng lãng phí bất cứ khoảnh khắc để làm việc vô nghĩa, đừng lãng phí nó vào những việc xấu xa. Nếu ta không thức tỉnh, không tự răn mình để sửa đổi, thì ta cũng sẽ như anh họ của Ngài Đề Bà Đạt Đa, chỉ suốt ngày rước khổ sở và đau đớn tủi nhục về mình. Anh ta suốt ngày rắp tâm, cố làm hại Đức Phật mãi không được. Trong khi đó, Đức Phật vẫn có cuộc sống an nhiên tự tại. Ngài vô tư, thoải mái suốt cuộc đời, không cần quan tâm mình có đang bị tiểu nhân hãm hại hay không. Ta vốn chẳng thể hoàn hảo, nên vẫn thường xuyên phạm phải sai lầm. Nhưng điều quan trọng là biết ăn năn hối lỗi, biết phải chịu rắc rối do nhân xấu của mình đã gieo, thì hãy cam tâm tình nguyện chịu hình phạt tương ứng. Có thể thấy, ngay cả những rắc rối mà Đức Phật phải lãnh chịu trong thời kỳ còn ở cõi Ta Bà không phải là ít. Tất cả đều xuất phát từ những sai lầm do Ngài phạm phải, bao gồm cả việc ăn phải cháo nấm độc khi đó. Thuần Đà thực tâm muốn cúng dường cho Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, đã tự tay vào rừng, lựa từng cây nấm nấu lên bát canh thơm ngon ấy là tấm lòng thành kính trước Đức Phật của ông. Thuần Đà không hề biết trong số nấm mình hái có nấm độc. Vì thế, việc dâng cúng lên Phật chỉ là vô tình, hoàn toàn xuất phát từ tâm thiện. Người không biết thì không có tội. Hơn nữa, việc Phật nhập diệt đã có điềm báo từ trước. Kể cả không có bát canh nấm kia, nhưng Phật biết rằng đó là quả của mình phải nhận do những việc bản thân mình đã vô tình làm sai trước đây, nên vẫn vui vẻ đón nhận bát canh có độc ấy, không một lời oán thán. Nhìn về ta ở hiện tại, nếu gặp khó khăn mà ta không hiểu được nguyên do, ta càng cảm thấy mệt mỏi và đau đớn hơn, vì luôn tự hỏi tại sao lại là ta. Thế nhưng khi hiểu sâu về nhân quả, dù ta không biết rõ mối duyên nào khiến ta lao đao khổ sở, nhưng hãy cứ nghĩ rằng âu cũng là ta đành phải chịu hình phạt của mình đã gây ra. Từ cách nghĩ ấy mà khó khăn hiện tại to lớn cỡ nào cũng nhờ đó mà hóa nhỏ.
ta cũng cảm thấy an nhiên hơn giữa cuộc đời này, chẳng còn sợ hãi trước những bi ai của cuộc sống nữa. Cách hồi hướng công đức tăng thêm phước báo. Hồi hướng phước báo là gì? Đầu tiên, để đại chúng hiểu khái niệm phước báo là gì, sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: phước là kết quả của việc thiện. Các việc thiện sinh ra phước báo. Phước đem đến may mắn, an lành, tốt đẹp, hạnh phúc cho chúng ta. Y lời Đức Phật dạy trong Kinh Thập Thiện, sư phụ cũng chia sẻ ba nguồn sinh ra phước báo gồm: thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là do tu tập. Cụ thể là từ một số việc làm như phóng sinh, bố thí, cúng dường, sống chung thủy, nói lời chân thật, sống lành mạnh, không bảo thủ, không tà kiến. Cùng với đó, sư phụ giải thích hồi hướng theo quan điểm của nhà Phật. Thí dụ, chúng ta làm một thiện sự gì đó, sau khi làm như vậy thì sinh ra phước báo, ta thu phước báo về gọi là hồi. Sau đó hướng đến ai gọi là hướng. Đại chúng vừa tụng kinh vừa sám hối xong sinh ra phước báo. Phước báo ấy ta gom lại, sau đó sẽ hướng đến cho ai, gửi đến cho ai, đó gọi là hồi hướng. Từ lời sư phụ giảng giải, chúng ta hiểu rằng hồi hướng phước báo nghĩa là thu hồi phước báo phát sinh từ việc làm thiện lành và gửi phước báo đó đến đối tượng mà chúng ta mong cầu được sống an lành tốt đẹp. Khi hồi hướng, phước báo có bị giảm đi hay không? Trong buổi vấn đáp Phật Pháp về chủ đề hồi hướng công đức, phước của mình có bị giảm đi không? Sư phụ đã kể câu chuyện về một người nông dân rất nghèo. Ông đã cúng dường toàn bộ phần cơm trưa của mình cho vị Phật độc giác với lòng thành kính. Ngài khoan hỷ thọ nhận và chú nguyện cho người nông dân này được phước báo. Việc đó được chư thiên quỷ thần ca ngợi tán thán đến tai nhà vua. Vua đã đến gặp người nông dân để xin chia phước vì không có duyên được cúng dường Phật độc giác. Người nông dân lo lắng rằng nếu chia phước cho nhà vua thì mình sẽ hết phước. Cho nên ông đã đi gặp Phật độc giác để bạch hỏi. Đức Phật độc giác đã lấy thí dụ về bó đuốc đang cháy và hỏi chị nông dân rằng: ví như bó đuốc của ông đang cháy mà mọi người mang đuốc của họ đến xin lửa ở bó đuốc của ông, thì lửa ở bó đuốc của ông có bị mất đi hay không? Vị nông dân hiểu ra và trả lời rằng: lửa ở bó đuốc của ông vẫn không bị giảm. Qua đó, Đức Phật độc giác cũng khẳng định việc vị nông dân hồi hướng phước báo cho nhà vua với tâm chân thật thì phước báo của ông ấy sẽ không bị mất đi. Từ câu chuyện trên, sư phụ khẳng định khi làm một việc thiện, một nghiệp thiện sinh ra được quả phước, chúng ta hồi hướng cho thân quyến hay cho ai thì thân quyến mình được phước, và được phước như thế nào là còn tùy thuộc vào nghiệp duyên của họ. Về phía mình thì mình không bị mất phước đi. Cho nên tại sao chúng ta vẫn thường nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả, cho cả pháp giới này? Cách hồi hướng để tăng thêm phước báo. Để chúng ta dễ tư duy và thực hành, sư phụ giảng giải: nếu chỉ hồi hướng miệng mà tâm ý không có, tâm xả tham của mình chưa có, tâm ích kỷ của mình vẫn còn, thì hồi hướng không được bao nhiêu, phước ấy không chuyển đi được. Cho nên khi làm phước, chúng ta hồi hướng phước thì phước của mình không mất. Nhưng ta chân thành hồi hướng thực sự với tâm rộng lớn thì phước của mình không những không mất đi mà còn tăng lên. Từ đó đại chúng yên tâm thực hành thiện pháp, phước báo được nhân rộng ra. Tiếp đó sư phụ khuyến tấn: chúng ta tu tập làm việc phước thiện thật nhiều và chân thành hồi hướng, không chỉ cho thân quyến mà còn cho cả pháp giới này cùng được hưởng phước báo, thì chúng ta không mất phước mà pháp giới lại được tăng thêm phước báo.
Như vậy, nếu chúng ta hồi hướng công đức đến cho những chúng sinh khác với tâm chân thật rộng lớn, mong muốn khắp pháp giới giác ngộ Phật Pháp, được kết duyên với Phật Pháp, thì phước báo sẽ tăng trưởng. Phật đã truyền dạy về cách hồi hướng nhằm giúp chúng ta tăng thêm phước báo trong cuộc sống. Hồi hướng có nghĩa là quay về trong lòng, là sự chú trọng và chăm chút vào bản thân để tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Phật dạy rằng, để tăng thêm phước báo, chúng ta cần bắt đầu từ việc chú ý đến những hành động hàng ngày. Chúng ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa, đầy ý thức và chú trọng đến việc giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể thực hiện những hành động nhỏ mỗi ngày như giúp đỡ một người khó khăn, chia sẻ yêu thương và lắng nghe người khác. Những hành động này không chỉ làm tăng thêm phước báo cho chúng ta, mà còn góp phần vào hạnh phúc chung của mọi người. Hồi hướng cũng bao gồm việc quan sát và nhìn lại bản thân. Chúng ta nên thường xuyên kiểm tra lòng mình, nhận biết và thừa nhận những sai lầm và nhược điểm của chính mình. Đồng thời, chúng ta cũng cần biết ơn và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp và thành tựu của bản thân. Từ việc nhìn nhận chính mình một cách chân thành, chúng ta có thể tự trau dồi và phát triển những phẩm chất tốt hơn, tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Hồi hướng đòi hỏi chúng ta khám phá và hiểu rõ chính mình. Chúng ta nên tìm hiểu về bản chất đau khổ và niềm vui, về sự tạm thời và vô thường của cuộc sống. Từ sự hiểu biết này, chúng ta có thể nhìn nhận mọi sự kiện trong cuộc sống một cách sâu sắc và không gắn bó quá mức với chúng. Điều này giúp chúng ta trở nên nhẹ nhàng và tự do trong tư duy, và từ đó tăng thêm phước báo và hạnh phúc trong cuộc sống. Từ những lời dạy về hồi hướng của Phật, chúng ta cũng có thể tìm thấy cách thực hành lòng từ bi và tha thứ. Hồi hướng giúp chúng ta nhìn nhận mọi người và mọi sự với tình yêu thương và sự thông cảm. Chúng ta học cách đặt mình vào vị trí của người khác, cảm nhận và hiểu được những khó khăn và khao khát của họ. Từ đó chúng ta có thể thể hiện lòng từ bi bằng cách giúp đỡ, chia sẻ và lắng nghe một cách chân thành và tận tâm. Hồi hướng cũng dạy chúng ta cách tha thứ và giải thoát cho sự oán trái và thù địch trong lòng. Tha thứ không chỉ làm giảm bớt gánh nặng tâm lý, mà còn tạo điều kiện cho sự tiến bộ và hạnh phúc cá nhân. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang giải phóng bản thân khỏi sự cấu kết của quá khứ và tạo điều kiện cho một tương lai tươi sáng. Tha thứ không đồng nghĩa với việc chấp nhận những hành vi xấu xa, mà là sự giải phóng bản thân khỏi gánh nặng tâm lý và hướng tới hòa bình và sự đồng lòng. Hồi hướng cũng dạy chúng ta về sự không gắn bó với sự sở hữu và danh vọng vật chất. Chúng ta được khuyến khích thực hành không gắn bó, không ái tứ, không tham lam và không tham vọng. Chúng ta hiểu rằng vật chất chỉ là thân thể tạm thời, còn danh vọng và tài sản chỉ là những thứ tạm thời và vô thường. Thay vì gắn kết và lưu giữ những điều này, chúng ta tìm thấy sự tự do và hạnh phúc trong lòng từ bi và trân trọng những giá trị vĩnh cửu như lòng nhân ái, lòng biết ơn và lòng tương thân. Với lòng hồi hướng và sự thực hành từ bi, chúng ta có thể tăng thêm phước báo trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhẹ nhàng và tự do trong tư duy, tạo điều kiện cho sự hòa hợp và thịnh vượng trong cuộc sống. Chúng ta không còn gắn bó với sự so sánh và ganh đua, mà hướng tới sự phát triển cá nhân và hạnh phúc chung. Chúng ta không chỉ trân trọng những thành công và niềm vui của mình, mà còn biết ơn và chia sẻ niềm vui của người khác. Sự hồi hướng và lòng từ bi tạo nên một môi trường tốt đẹp, nơi mọi người cùng hỗ trợ, đồng lòng và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Qua những lời chia sẻ quý báu thiết thực
như trên của sư phụ, chúng ta hiểu rõ hơn về sự hồi hướng phước báo và lợi ích khi hướng tâm hồi hướng một cách chân thật. Xin kính chúc quý vị Phật tử cùng người nghe luôn tinh tấn tư duy thực hành lời Phật dạy để đem lại lợi ích cho mình, cho muôn loài chúng sinh. 30 lời Phật dạy về hạnh phúc đừng bỏ lỡ. Kính thưa quý Phật tử và quý vị thính giả thân mến, hạnh phúc, một khái niệm sâu sắc và không thể thiếu trong cuộc sống, mang theo nhiều ý nghĩa và giá trị tuyệt vời. Hạnh phúc không chỉ là một trạng thái tâm lý thoáng qua, mà còn là mục tiêu cuối cùng của mỗi người. Với sức mạnh của nó, hạnh phúc có thể thay đổi cuộc sống và tạo nên ý nghĩa đáng kinh ngạc. Trên hết, hạnh phúc là một trạng thái tâm hồn, một sự thoải mái và hài lòng từ bên trong. Đó là cảm giác bình an, là niềm vui trong lòng khi mọi mâu thuẫn và lo lắng tan biến. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản hay danh vọng, mà là kết quả của sự chấp nhận và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Hạnh phúc cũng là sự kết nối với thế giới xung quanh. Đó là khả năng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương với những người xung quanh. Hạnh phúc không đơn độc, mà là sự chia sẻ và sự gắn kết với cộng đồng. Khi chúng ta tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho người khác, chúng ta cũng đồng thời tìm thấy hạnh phúc trong chính mình. Hạnh phúc còn là sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Nó đòi hỏi chúng ta không ngừng khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân. Khi ta đặt ra mục tiêu và đạt được những thành công, cảm giác hạnh phúc vô tận tràn đầy trong tâm hồn. Sự hài lòng và thành tựu cá nhân mang lại một ý nghĩa sâu sắc và đáng giá cho cuộc sống này. Cuối cùng, hạnh phúc là khả năng sống trong hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đôi khi chúng ta dễ dàng bị cuốn vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai và quên đi sự tốt đẹp cùng giá trị của hiện tại. Hạnh phúc là khả năng trân trọng và sống đúng với từng giây từng phút mà cuộc sống mang lại. Sau đây là 30 lời Phật dạy về hạnh phúc. Thứ nhất, cho đi sự yêu thương, hạnh phúc tự tìm đường đến, lạc quan, vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua đi. A-di-đà Phật. Thứ hai, vạn pháp duy tâm tạo, con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. Thứ ba, thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa. Thứ tư, không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường. Thứ năm, vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ, nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc. Thứ sáu, rất nhiều người vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu nhầm người, nhưng càng nhiều người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. Thứ bảy, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Thứ tám, đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Thứ chín, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng. Thứ mười, nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thực sự dựa trên sự bình yên. 11. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. 12. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng.
13. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi đi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 14. Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem lại hạnh phúc đến cho người và cho chính mình. 15. Hạnh phúc không phải làm dơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới chính là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tức vận mệnh sẽ tươi đẹp. 16. Làm người phải biết vui vẻ. Niềm vui và nỗi buồn luôn xen kẽ lẫn nhau. Vui vẻ có mức độ chính là cả đời được thanh thản. 17. Không đi đến cực đoan. Đi đến cực đoan bao giờ cũng gặp thất bại thảm hại. Phải chủ động tìm kiếm sự khôn ngoan của cuộc đời. 18. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ mà bạn cứ ảo tưởng là mình buộc phải có. 19. Nguồn gốc của mọi khổ đau trên thế gian đều bắt nguồn từ tâm bám chấp. 20. Có sinh, ắt có diệt. Có hợp, ắt có tan. Có thịnh, ắt có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, cũng hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 21. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. 22. Hãy biết cảm ơn cả những nghịch cảnh. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 23. Quy luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. 24. Đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. 25. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến. Hạnh phúc được nhân lên khi được sẻ chia. 26. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình. Mỗi người phải tự cất bước trên đôi chân của chính mình. 27. Là người biết hài lòng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Không biết hài lòng, mãi mãi không biết được hạnh phúc. 28. Kiềm chế và khắc phục được sự thèm muốn sẽ giải thoát con người ra khỏi mọi cảnh huống xảy ra. Dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, sẽ mang lại sự bình an cho con tim và tâm thức của mình. 29. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút thôi. 30. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên chính bản thân bạn phải là người có được những điều đó trước đã. Đâu là việc quan trọng nhất đời người? Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng bất cứ ai đều có thể bắt đầu từ hôm nay và tạo ra kết thúc mới. Người xưa dạy rằng, một người cho dù là sống ở đâu, làm việc gì, thì điều nên làm trước hết và quan trọng nhất là phải làm người, rồi sau đó mới là làm việc. Người ta cũng ví rằng, làm người là một môn học mà có dùng cả cuộc đời cũng không học hết được. Nhưng chỉ cần bạn nguyện ý thì ngày hôm nay bạn sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Dần dần bạn sẽ trở thành một người có tu dưỡng. Đừng tự cho mình tài giỏi hơn người. Người ta nói rằng, trên bầu trời còn có bầu trời khác. Người tài giỏi
còn có người tài giỏi hơn. Tĩnh lặng thì mới được nhìn xa. Nếu một người trong tâm cũng lúc nào cũng tự cao tự đại, so sánh với người này người khác, thì sao có thể tĩnh tại mà nhìn xa được? Một người tài đức ra sao, giỏi giang như thế nào, không cần bản thân nói ra thì người khác cũng sẽ tự biết. Người khiêm tốn thì luôn luôn được lòng người. Không tự cho mình tài giỏi hơn người là một loại khiêm tốn, là thể hiện của một người có trí tuệ. Đừng tùy tiện hứa hẹn phán xét. Có câu rằng: gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt vận mệnh. Cho nên thói quen tạo nên con người. Một người mù quáng, tùy tiện hứa hẹn nhiều thì sẽ dễ trở thành người giả dối, không đáng tin, thậm chí còn tạo thành khẩu nghiệp. Một sự việc, một hành động của một người nào đó rất có thể thực hư, không như những gì mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên nhiều lúc tưởng là tốt mà chưa phải là tốt, tưởng là xấu mà chưa phải là xấu. Đừng vội vàng tùy tiện phán xét người khác. Nếu không, có thể điều mà chúng ta nhận được sẽ là sự thống khổ trong hối hận. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thực sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh khi bạn thành công, mà là những người ở bên bạn khi bạn gặp khó khăn. Đừng nói dối bản thân. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Cơ hội đầu tiên cũng là rất khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua. Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng. Nhưng dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng ta ai cũng có những sai lầm, khó khăn, thậm chí là những hối tiếc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm, khó khăn của mình. Và ngay lúc này đây, bạn có trong tay một sức mạnh để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. Đừng tùy tiện làm phiền người khác. Trong mắt bạn có thể đó là một loại đau khổ, nhưng đối với họ, đó lại là cả một niềm hạnh phúc to lớn. Cho nên đừng tùy tiện nhìn nhận người khác theo con mắt chủ quan của mình, bởi vì rất có thể bạn đang làm phiền đến họ. Nếu có thể xem bản thân mình là một người khác, bạn sẽ giảm bớt được nỗi thống khổ mình đang chịu. Nếu xem người khác là mình, bạn sẽ biết đồng cảm với nỗi bất hạnh của người khác, thông hiểu hơn về họ. Nếu bạn xem họ là họ, thì sẽ biết tôn trọng sự độc lập, không xâm phạm người khác. Nếu xem mình là mình, thì sẽ quý trọng bản thân, vui vẻ sống. Có thể được hiểu người khác chính là một loại trí tuệ. Có thể được người khác hiểu mình thì đó là một loại hạnh phúc. Có thể tự mình hiểu mình thì đó mới là người tài đức. Đừng giễu cợt châm chọc người khác. Làm tổn thương nhân cách người khác thì có thể vui vẻ nhất thời, nhưng sẽ mang vết thương suốt đời. Trên thế giới này, sinh mệnh vốn là dựa vào nhau để sinh tồn, cho nên ai cũng cần phải học được biết ơn. Chúng ta cảm ơn thiên nhiên đã ban phúc, cảm ơn cha mẹ đã dưỡng dục, cảm ơn sự bình yên của xã hội, cảm ơn hương vị của đồ ăn, cảm ơn sự ấm áp của quần áo, cảm ơn nghịch cảnh. Đừng giữ mãi những hằn học. Đừng sống với những điều mà bạn ghét. Bạn sẽ tự làm đau bản thân mình hơn là những việc người bạn ghét đã làm. Tha thứ không phải là việc nói,
những gì bạn làm thì ổn đối với tôi. Mà là nói, tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại bởi những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Tha thứ là câu trả lời cho việc buông tay, đi tìm bình an và giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ dành cho người khác, nó còn dành cho chính bạn. Hãy tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhoi nhất, bởi biết đâu một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy đó là điều vô cùng ý nghĩa với mình. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên mà bạn đã dành mỉm cười cùng với ai đó quan trọng với bạn. Đừng đổ lỗi cho người khác về rắc rối của bạn. Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỷ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm. Bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. Đừng ức hiếp người yếu hơn mình. Đồng cảm với người yếu hơn mình là một loại đức hạnh, một loại cảnh giới, một loại hài hòa. Một người tâm lý khỏe mạnh thì mới có một thân thể khỏe mạnh. Người có một phần độ lượng thì sẽ có nhiều thêm một phần khí chất. Người có nhiều thêm một phần khí chất thì sẽ có thêm nhiều một phần nhân duyên. Càng có nhiều thêm một phần sự nghiệp, tích thiện thành đức, tu thân dưỡng tính. Đừng tự khép kín bản thân. Giúp đỡ người khác là một loại cao thượng, hiểu cho người khác là một loại độ lượng, tha thứ lỗi lầm của người khác là một loại đạo đức vô cùng cao đẹp. Khi xảy ra việc gì, đừng tự khép kín bản thân mình. Hãy mở lòng đi làm những việc này để thành tựu bản thân mình và thành tựu người khác. Đừng lo lắng quá nhiều. Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về những điều đó hay không là tự đặt cho mình câu hỏi này. Điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo, 3 năm tiếp theo, 5 năm tiếp theo? Nếu câu trả lời là không thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu. Đừng là người vô ơn. Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có. Kính chúc tất cả người con Phật luôn luôn học theo gương sáng của Đức Phật về lòng từ bi và luôn đi trên con đường chánh pháp, tinh tấn tu tập để sớm đạt được mọi sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ khi con người xuất hiện trên trái đất thì cái thiện và cái ác đã xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Ta đã có thể nhận thấy rõ cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác qua những câu chuyện cổ tích mà ông cha để lại. Nhưng ở đời thì những người ở hiền bao giờ cũng gặp lành, còn những người ở ác luôn gặp điều dữ. Đó là nhân quả báo ứng. Cuối cùng cái thiện cũng giành chiến thắng. Đó là sự thể hiện ước mơ ngàn đời của ông cha ta về một cuộc sống công bằng, bác ái. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi người trong chúng ta biết tránh phạm phải những điều ác, để cuộc sống trở nên yên bình và tươi đẹp hơn. Trong số đó có 8 điều ác mà chúng ta cần phải tuyệt đối tránh, để cuộc sống của mỗi chúng ta là những ngày hạnh phúc và bình an hơn. Chúng ta thường không biết rằng mất phước nhanh hơn là tìm kiếm phước lành. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nghe những điều ác không nên làm để không phạm phải phước mất lúc nào không hay, qua lời Phật dạy những điều ác nên tránh để tích phước. Thứ nhất đó là mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh gọi là đốt rừng công đức. Một cơn nóng giận
đốt cháy hết rất nhiều công đức. Bạn có thể xem thêm những câu chuyện về sự tức giận để thấy rõ. Nóng giận thường xuyên cũng có hại cho người khác. Tức giận không chỉ gieo mầm ác cho bản thân, mà còn làm tổn thương người khác và hình thành mối quan hệ xấu với người khác. Một khi giận dữ và buông lời chửi mắng đối với người khác, thì tức là bạn đang làm tiêu tan công đức tích lũy từ bấy lâu nay. Giận dữ đối với cha mẹ, người lớn tuổi và những người hiền đức sẽ làm tiêu diệt công đức tích lũy hơn 1.000 kiếp. Chính Đức Phật đã nói rằng, người học đạo Phật và phụng sự Phật thì nên lấy chữ nhẫn làm gốc. Mất bình tĩnh hay chửi bới ghét bỏ và thích gây gỗ đánh nhau thì không thể theo đạo Phật được. Một khi giận dữ và buông lời chửi mắng đối với người khác thì tức là bạn đang làm tiêu tan công đức tích lũy từ bấy lâu nay. Giận dữ đối với cha mẹ, người lớn tuổi và những người hiền đức sẽ làm tiêu diệt công đức tích lũy hơn 1.000 kiếp. Chính Đức Phật đã nói rằng, người học đạo Phật và phụng sự Phật thì nên lấy chữ nhẫn làm gốc. Mất bình tĩnh hay chửi bới, ghét bỏ và thích gây gỗ đánh nhau thì không thể theo đạo Phật được. Bài học cuộc sống về sự giận dữ. Có một thời các vị samurai ở Nhật nhận nhiệm vụ đòi nợ thu tô đối với những người dân sinh sống trong địa giới của lãnh chúa mà họ phục vụ. Có lần một vị samurai đi thu nợ tại nhà một người dân chài, nhưng bị người này trì quản với lý do năm vừa qua làm ăn không được nên không có tiền trả nợ. Nghe xong lời giải thích, vị samurai tức giận, định rút thanh kiếm ra để giết người đánh cá. Nhưng anh này nhanh nhẹn nói, tôi cũng từng học võ, và tôi luôn nhớ như in rằng, sư phụ nhắc tôi rằng, không nên đánh nhau khi mình đang tức giận. Vị samurai nghĩ ngợi một chút và chợt chùng lại. Sau đó ông ngừng và không kéo kiếm ra nữa và nói, câu nói của sư phụ ngươi thật là khôn ngoan. Ta cũng từng được sư phụ dặn dò như thế, nhưng không phải khi nào ta cũng nhớ và kiểm soát được sự giận dữ trong lòng mình. Thôi được, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cho thêm 1 năm để ngươi tìm cách trả đầy đủ số nợ. Và lúc đó chỉ thiếu 1 xu thôi, chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi được nữa. Nói xong, vị samurai nhanh chóng quay trở về nhà khi trời đã khá muộn. Vừa về đến nhà, ông đi rất nhẹ nhàng vì không muốn vợ ông thức giấc. Nhưng đập vào mắt ông lúc đó là hình ảnh người vợ đang nằm ngủ trên giường cùng một kẻ lạ mặt mặc bộ quần áo samurai. Ngay lúc đấy, sự giận dữ sôi sục trong lòng ông dâng trào. Mắt ông đỏ ngầu đầy tức giận. Ông nâng kiếm định giết cả hai. Nhưng đột nhiên, lời của người đánh cá văng vẳng bên tai. Đừng làm gì khi đang giận dữ. Vị samurai bất giác giật mình ngừng lại, hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. Sau đó ông cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức. Kẻ lạ mặt cũng vậy. Ông này bất ngờ khi biết rằng mẹ ông là người đang mặc bộ đồ samurai kia. Ông tức giận hét lên. Chuyện này là sao vậy? Suýt nữa con đã giết chết cả hai người rồi. Người vợ lúc này mới cho hay, vì sợ kẻ trộm lén vào lúc chàng không ở nhà, nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng sợ, không dám lại gần. Như đã hẹn, sau 1 năm, người đánh cá gặp lại vị samurai. Ông ta phấn khởi. Năm qua may mắn được trời phù hộ, tôi ra khơi kéo được rất nhiều mẻ cá to. Tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa. Vị samurai ôn tồn đáp lại, thôi, ông cứ cầm lấy tiền của mình đi. Cách đây 1 năm ngươi đã trả đủ nợ cho ta rồi. Món nợ ấy đã được trả hết chỉ bằng một câu nói. Đừng làm gì khi đang giận dữ.
của nhà ngươi đó. Bài học từ câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta nhận ra rằng hầu hết ta đều bị cảm xúc dẫn lối, tự biến mình thành nô lệ của sự tức giận. Chúng chế ngự và khiến cho ta làm những điều ngu ngốc, cho dù trước đó chúng ta có khôn ngoan, tinh ranh như thế nào đi chăng nữa. Nhiều người thậm chí còn cho rằng bộc lộ hết những gì suy nghĩ là thẳng tính. Nhưng cũng nên nhớ rằng bộc lộ hết ra không phải thẳng tính, mà chỉ cho thấy bạn không đủ khả năng kiểm soát bản thân, thường xuyên để ngoại cảnh tác động. Một phần vì bạn cũng không biết việc tức giận sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chính mình. Những kích thích tố này khiến tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập và tâm trí xáo trộn. Đồng thời, lượng đường có trong cơ thể cũng tiết ra nhiều hơn để làm tăng các cơ và máu lưu thông, mang theo nhiều hơn các yếu tố làm đông máu. Người bản lĩnh sẽ biết chế ngự được cảm xúc, biết điều gì phải, điều gì là không nên. Còn người nóng giận dễ dàng bộc lộ ra ngoài, dễ dàng buông lời mạt sát người khác, thì suy cho cùng cũng chỉ là đang thể hiện bản năng phần con của mình thôi. Nhận thức được mối nguy của việc nóng giận thì cũng là lúc bạn nên tìm cách để điều chỉnh một mức độ phù hợp và luôn luôn điềm tĩnh, tìm lại sự tự chủ của mình để lãnh đạo bản thân trước mọi tình huống. Và đừng làm gì khi đang giận dữ để tránh gây tổn thương cho những người quanh ta, và cả chính bản thân ta cũng không phải hối hận vì những hành động đó. Thứ hai là hay gây gổ xung đột, nói xấu người khác. Xung đột và mâu thuẫn với cha mẹ, với cấp trên và người lớn tuổi. Nói xấu người khác vô tội và sống chỉ biết mình, ai động đến là dựng lên, thì phước đức chẳng mấy mà bay sạch. Việc xung khắc mâu thuẫn với cha mẹ là việc đầu tiên sẽ làm tổn hại đến tài lộc, hao tổn của cải. Có cầu xin gì cũng không được, cầu xin cũng vô ích, chẳng bao giờ tích được phước khi đến cả cha mẹ cũng không đối xử tử tế. Muốn được coi trọng thì không được coi thường người khác, muốn giàu thì không được tức giận bất bình, không được khiến người khác phẫn nộ. Công việc của bạn không được suôn sẻ, gặp nhiều rắc rối, hẳn là do bạn đã mâu thuẫn với cha mẹ và thầy cô từ khi còn nhỏ, chưa thay đổi được tính khí này. Trong tử vi thì cha mẹ thầy cô là quý nhân phù trợ của chính bạn. Hiếu thuận cho cha mẹ, tôn trọng thầy cô, không làm trái ý cha mẹ thầy cô. Có như vậy mới tích đức cho bản thân, thành công trong hôn nhân và công việc. Chỉ khi được giúp đỡ bởi chính mình, bạn mới có thể may mắn, không ai có thể giúp bản thân ngoài chính mình. Đừng bao giờ giận dỗi làm trái ý cha mẹ. Hãy nói nhỏ nhẹ, đừng làm cha mẹ buồn, nhẹ nhàng nói ra những bất bình, bất mãn của mình. Xung đột và mâu thuẫn với cha mẹ, cấp trên và người lớn tuổi, nói xấu người khác vô tội dạ, sống chỉ biết mình, ai động đến là dựng lên, thì phước đức chẳng mấy mà bay sạch. Việc xung khắc mâu thuẫn với cha mẹ là việc đầu tiên sẽ làm tổn hại đến tài lộc, hao tổn của cải. Có cầu xin cũng không được, cầu xin cũng vô ích, chẳng bao giờ tích được phước, đến khi cả cha mẹ cũng không đối xử tử tế. Muốn được coi trọng thì không được coi thường người khác, muốn giàu thì không được tức giận, bất bình, không được khiến người khác phẫn nộ. Công việc của bạn không được suôn sẻ, gặp nhiều rắc rối, hẳn là do bạn đã mâu thuẫn với cha mẹ và thầy cô từ khi còn nhỏ, chưa thay đổi được tính khí này. Có nhiều trường hợp mâu thuẫn nhỏ nhỏ, chẳng hạn như việc hai người đi ăn, người thích quán ăn này, người thì thích quán ăn kia, xong không ai chịu nhường ai, thế là cãi nhau. Người trong cuộc thì lại cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, nên cứ kìm nén trong lòng không nói ra. Mặc dù im lặng là vàng, nhưng im lặng lại không phải là cách giải quyết mâu thuẫn hiệu quả. Nếu cả hai cứ mãi im lặng, đến khi dồn nén tích tụ lâu ngày,
nó giống như giọt nước tràn ly. Chỉ cần một xung đột rất nhỏ, như một câu nói bất lịch sự, cũng có thể dẫn đến đổ vỡ mối quan hệ. Vì vậy, hai bạn cần chọn một thời điểm và không gian nào đó thích hợp để nói chuyện trực tiếp với nhau. Giải quyết xung đột là điều không thể nếu bạn không muốn hoặc không thể tha thứ cho người khác. Chúng ta cần có sự đồng cảm và lòng trắc ẩn để tha thứ cho những người đã gây ra tổn hại cho chúng ta. Tương tự như cách chúng ta đón nhận sự tha thứ từ những người mà chúng ta đã vô tình hoặc cố ý làm tổn thương. Họ cũng cần sự tha thứ đến từ phía chúng ta. Tha thứ cho ai đó có nghĩa là bạn không còn giữ sự tức giận đối với người đã xúc phạm hoặc làm điều sai trái với bạn. Khi bạn tha thứ, bạn có thể khôi phục lại mối quan hệ mà bạn đã có với cá nhân đó, nhưng nó không có nghĩa là hành vi sai trái này được chấp nhận. Tha thứ không phải là quên, mà là sự thừa nhận quá khứ và sẵn sàng bước tiếp trên con đường mới vì lợi ích của cả hai bên. Thứ ba là sống bất hiếu. Không hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ gặp xui xẻo trong công việc hàng ngày. Vì trời Phật vô cùng khinh thường những người bất hiếu với cha mẹ. Nếu bạn không vâng lời cha mẹ thì trời Phật oán hận. Những người không hiếu kính cha mẹ thường nhận được công việc không như ý và hôn nhân không hạnh phúc. Quả báo cho tội bất hiếu thì có quá giải dài kiếp cũng không hết. Tài lộc trong vô hình bị tước sạch, tuổi thọ tổn giảm, công danh sự nghiệp tuột dốc không phanh, luôn gặp bạn xấu ác, tai ương liên tiếp giáng xuống. Hạng người này luôn bị tà thần, quỷ mị đeo bám, khiến cho cuộc sống bất an, đau khổ. Nhiều người sống có cha mẹ, không biết quý trọng, đối xử tệ bạc, khiến cha mẹ buồn phiền lo lắng, sinh tâm oán trách mà tổn giảm tuổi thọ. Cha mẹ sống không phụng dưỡng, đi ra ngoài thì ngon ngọt tử tế với thiên hạ. Cha mẹ chết đi, bày đặt nấu ra mâm cao cổ đầy, thợ thì cũng bái, cũng chỉ là lừa gạt thiên hạ mà thôi, nào có ích gì. Không biết hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ gặp xui xẻo trong công việc hàng ngày. Vì trời Phật vô cùng khinh thường những người bất hiếu với cha mẹ. Nếu bạn không vâng lời cha mẹ thì trời Phật oán hận. Những người không hiếu kính cha mẹ thường nhận được công việc không như ý và hôn nhân không hạnh phúc. Kinh Báo Ân cha mẹ dạy rằng: công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ vô lượng vô biên, thì tội lỗi bất hiếu cũng vô biên vô lượng. Quả báo cho tội bất hiếu thì có quá giải dài kiếp cũng không hết. Theo Phật giáo, tiêu chuẩn đối với một người con có hiếu là phải đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất, luôn luôn tôn trọng, kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo, là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tính sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Còn đối với những người ngược đãi cha mẹ sẽ chịu quả báo. Phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sáng đến tận kiếp sau. Đức Phật dạy rằng: người con biết hiếu thảo chẳng những đáp đền được công ơn của cha mẹ mà còn tạo được nhiều phước báo cho mình nhờ những việc làm hiếu thảo đối với cha mẹ. Đức Phật khen ngợi người con hiếu thảo như sau: người nào biết hiếu thảo với cha mẹ, người đó xứng đáng được cúng dường, được tôn kính ngang bằng với trời phàm thiên, được xem như các bậc đạo sư ở đời. Quan trọng nhất là thể hiện sự hiếu thảo với cha mẹ bằng những việc làm thiết thực mà bạn có thể làm. Từ việc thăm hỏi phụng dưỡng kính trọng vâng lời cha mẹ cho đến sự hoàn thiện bản thân đều là những việc làm hiếu thảo.
Làm được những điều ấy với tâm thành là cách ăn năn sám hối thiết thực nhất. Giữa tâm nguyện hối lỗi và phát nguyện sống hiếu thảo để phần nào giảm thiểu nghiệp lực, khiến cho phước đức tăng trưởng, đồng thời làm nền tảng cho sự hiếu thảo của bạn ngày càng vững chắc và thăng hoa. Thứ tư đó là hãy sát sinh. Sát sinh là hành động gây mất phước bậc nhất trong mọi việc làm của con người. Bạn không thể không mua đồ sống để giết và nấu nướng, nhưng bạn hãy hạn chế đến mức có thể. Những người muốn tu hành thì côn trùng và kiến cũng không thể tùy ý làm hại chúng. Người lớn lên dạy con trẻ không chơi với côn trùng, kiến, chim sẻ khi còn nhỏ để phúc báo không bị tổn hại và tuổi thọ của chúng không bị rút ngắn. Những điều bất lợi của việc sát sinh đó là tuổi thọ ngắn, làm việc kém may, lắm bệnh tật, oán hận, nghèo khó, xấu xí. Sát sinh là hành động gây mất phước bậc nhất trong mọi việc làm của con người. Chúng ta biết rằng sát sinh thường đi kèm với tâm lý si mê, sân hận, độc ác. Do đó người thường xuyên sát sanh là tự gieo trong tâm thức của mình những hạt giống si mê, sân hận, độc ác. Những hạt giống đó khi đã được gieo vào tâm thức thì nó sẽ lấn át những hạt giống từ bi, thương yêu vốn nằm trong tâm thức của mỗi người ở dạng tiềm năng, khiến cho những hạt giống từ bi, thương yêu đó mất cơ hội bừng nở. Trong khi đó, những hạt giống thù hận, độc ác lại có cơ hội biểu hiện ở mức độ mạnh hơn. Điều này không chỉ gây nguy hại cho đạo đức cá nhân người đó, mà còn ảnh hưởng đến đạo đức xã hội. Sát sinh thì bị mọi người xa lánh, đó là hệ quả tất yếu. Không ai thích gần gũi với những kẻ sát nhân, thích bạo lực, đâm chém, giết người. Cũng không ai thích gần gũi với những người xem việc giết chóc, dù là các con vật, là thú vui của họ. Về phương diện pháp luật, gần gũi những người sát sinh, nhất là khi đối tượng là con người, có thể dễ dàng vướng vào nguy cơ liên lụy. Nhiều người đã trải nghiệm điều này một cách có chủ ý, nhưng cũng có nhiều người vướng vào tội liên lụy một cách vô tình. Không chỉ sợ liên lụy về phương diện pháp luật, người ta xa lánh kẻ có hành vi sát sinh hại vật, giết người, còn từ phương diện cảm xúc. Bởi vì người thường xuyên sát sinh hay sát hại thường thể hiện sự u uất, giận dữ, sợ hãi trong tâm. Trong nhiều trường hợp thể hiện rõ bên ngoài khuôn mặt. Không ai lại thích gần gũi bầu bạn với những người như thế, trừ trường hợp người đó có chung khuynh hướng tâm lý, hành vi với người thường xuyên sát sinh. Thứ năm là lợi dụng người khác. Trên đời này không có ai cho không ai thứ gì cả. Lấy của người khác cái gì thì phải trả lại cái đó. Nhân quả không chừa một ai. Lợi dụng người khác dù ít hay nhiều cũng gây hại cho vận may của bạn. Vạn vật trên đời đều tuân theo quy luật nhân quả. Cứ thích lợi dụng người khác, nhân quả sẽ mang lại cho bạn quả xấu là nghèo khó. Không tin thì hãy nhìn mọi người xung quanh xem có đúng hay không. Hầu hết những người thích lợi dụng là người nghèo, không có cuộc sống tử tế. 30 chưa phải là Tết, nên cứ từ từ đợi xem. Cứ tưởng là lợi dụng người khác là khôn ngoan, nhưng đây chính là một trong những điều ác không nên làm theo lời Phật dạy. Nếu như trong một mối quan hệ chỉ có một bên mưu cầu lợi ích, lợi dụng người khác mà không muốn bản thân bỏ ra bất cứ điều gì, thì mối quan hệ ấy rõ ràng sẽ sống tan vỡ. Thông thường khi ai đó lợi dụng người khác, họ thường không quan tâm đến các cuộc trò chuyện, các hoạt động không có lợi ích cho họ. Nếu bạn thấy đối phương không lắng nghe khi bạn nói hoặc không quan tâm đến việc cảm thấy thế nào, hãy cẩn thận. Vì một mối quan hệ lành mạnh luôn cần có sự tương tác và quan tâm qua lại. Nó không cần phải quá rạch ròi, nhưng phải được thể hiện một cách thực tế, chứ không phải chỉ bằng vài lời nói sáo rỗng. Những người có tính lợi dụng thường trở nên tốt một cách bất ngờ. Họ
họ sẽ chuyển từ thái độ lạnh lùng, không quan tâm, sang chế độ chăm sóc đặc biệt, và sau đó là sẽ yêu cầu bạn giúp đỡ một điều gì đó. Nếu bạn luôn cảm thấy như mình đang cho nhiều hơn so với những gì bạn nhận được, và bạn phải vật lộn đánh đổi theo ý muốn của người kia để cảm thấy tình bạn, tình yêu có tồn tại, thì chắc hẳn bạn đang bị lợi dụng một cách trắng trợn. Thứ sáu là keo kiệt, không thích từ thiện, không giúp người. Trên đời này, người keo kiệt thích lợi dụng, thường không thích đi bố thí, luôn nghĩ đến việc nhận được lợi ích từ người khác, chứ không muốn cho đi. Ngược lại, những người tâm thiện dù giàu hay nghèo thì luôn cho. Vì họ luôn cho nên họ sẽ nhận được nhiều hơn. Vì bạn cho đi thì bạn sẽ nhận được quả ngọt, và càng cho nhiều thì bạn càng nhận được nhiều hơn. Không phải cho là cho vật chất, mà cho tình cảm, cho đi sự thiện lương. Không nhất thiết là phải đem vật chất ra cho. Chỉ cần bạn thấy người gặp khó khăn thì giúp đỡ, biết thương xót cho hoàn cảnh éo le, thì đó đã là từ thiện rồi. Trên đời này, người keo kiệt thích lợi dụng, thường không thích bố thí. Luôn nghĩ đến việc nhận được lợi ích từ người khác, chứ không muốn cho đi. Người keo kiệt bủn xỉn thường chỉ muốn thâu hết tiền của trong thiên hạ vào trong túi của mình, tuyệt chẳng muốn chi một cách nhỏ cho ai. Có kẻ bủn xỉn đến mức ngay cả sắm sửa vật chất cho mình cũng chẳng dám chi tiêu. Nếu buộc phải chi ra một tiền, ắt cào nhào gắt gỏng, tậm như có lửa thiêu đốt ở bên trong, ngồi trên đống tài sản mà cam phận hèn mọn, ăn mặc tăng tiện, thật là đáng xót thương. Keo kiệt bủn xỉn, nhà Phật gọi là sang tham. Phàm phu mê muội tạp dại, bởi vì sang tham là gốc rễ. Vì lẽ đó, điều thiện ít ỏi như mái tóc, mà điều ác sâu nặng như núi cao. Phước đức ít như băng mỏng mùa xuân, mà nghèo túng nhiều như mưa dầm mùa thu. Những kẻ keo kiệt không bố thí, sau khi chết sinh làm quỷ đói, trải nhiều đời nhiều kiếp, không được nghe đến tên gọi thức ăn nước uống. Nói gì đến việc được ăn uống, nỗi khổ đó thật là khôn cùng. Ngược lại, những người tâm niệm dù giàu hay nghèo thì luôn cho. Vì họ luôn cho nên họ sẽ nhận được nhiều hơn. Điều ác thứ bảy là không có lòng từ bi. Lòng từ bi được hiểu là sự cho vui, sự cứu khổ và diệt khổ. Từ bi là tấm lòng thiện, là trái tim nhân ái, thương người, thương vật, thương muôn loài chúng sanh. Người có tâm từ bi là người có trái tim bất dị kỷ, biết lợi tha, cứu đời, cứu người. Từ bi không mang hàm nghĩa của sự thụ động, nhu nhược, yếm thế, mà đó là sự vận dụng tâm tử tế trong lòng người để cảm hóa, cứu độ chúng sanh vượt qua bể khổ. Từ bi mang trong mình hàm nghĩa bao la, rộng lớn về sự cứu giúp diệt khổ, hưởng đến cái vui, cái thiện. Nội tại của lòng từ bi bao hàm cả hai khía cạnh. Đó vừa là cái tâm thiện lương, nhưng đó cũng là một nhận thức để hành động. Từ bi được xem là biểu tượng cao đẹp cho trái tim nhân ái, vị tha của con người. Thế nên, từ bi vừa là pháp tu tập nhận thức, vừa là hành động thực tiễn cứu đời. Từ bi giúp cho con người hành trì hướng đến sự giác ngộ, thăng hoa cả trong cuộc sống lẫn niềm tin tâm linh. Thiếu lòng từ bi thực chất là một trong những điều ác không nên làm. Người không có lòng từ bi sẽ làm tổn thương người khác và chúng sinh, hình thành mối quan hệ xấu với mọi người. Vì vậy, họ sẽ thường xuyên gặp bất hạnh. Tình nguyện giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ, bạn sẽ cảm thấy được chào đón nhiều hơn. Cuộc sống từ đó sẽ có giá trị hơn. Lòng từ bi khiến cho con người nâng cao hiệu quả công việc. Từ bi là vũ khí vạn năng, là một bản tính cao quý, tốt đẹp của con người mà Đức Phật vô cùng quan nghênh. Nuôi dưỡng một tấm lòng từ bi
một trái tim biết trắc ẩn, yêu thương mọi người, cũng chính là lúc bạn xây dựng cho chính mình một cuộc đời đáng sống, có ý nghĩa. Người chỉ biết sống ích kỷ, không thèm nghĩ cho người khác, ra tay tàn nhẫn, vô lương tâm thì không bao giờ được dung thứ. Thiếu lòng từ bi thực chất là trong những điều ác không nên làm. Thứ tám là khẩu nghiệp, chuyên bịa đặt nói xấu. Lời nói vừa lòng người là điềm lành nhất. Người hiền lương biết thanh tịnh khẩu, thích nói lời tử tế, ăn nói trong sạch thì được trời Phật thương. Những người thường nói dối, ác độc, bịa đặt, tung tin nhảm thì không ai độ nổi. Người như vậy vừa hại thân vừa hại người, không tạo ra được lợi ích gì hết. Cái miệng sinh ra là để nói những lời hay, chứ không phải sinh ra để bịa đặt, vu khống, phóng đại, làm hại người khác khi chưa biết từng tầng câu chuyện như thế nào. Nếu không nói được những lời hay thì tốt nhất nên im lặng, còn không thì đừng trách nhân quả báo ứng đến sớm. Không chỉ hại người khác mà còn gieo nhân ác cho chính mình. Hành vi này làm tổn hại đến cuộc sống của người khác và phước báu của chính mình, nên cần phải chú ý trong tương lai bạn nhé.